Vi xin mến chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Sài Gòn xưa trên băng tần AVA TV băng tần 57.7, và chúng ta cùng chào đón chú Thế Nguyễn, một sĩ quan trinh sát quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng với hai người bạn của chú ngày hôm nay. Và xin mời chú Thế giới thiệu hai người bạn với quý vị khán thính giả. Kính chào Hà Vi, chào quý khán thính giả của đài AVA 57.7 trong phòng máy, chào chuyên viên kỹ thuật Trần Sơn. Và chúng tôi thường lệ, chúng tôi cũng tỏ lòng biết ơn cô Ngọc Nữ, ban giám đốc của đài, và chúng tôi xin kính lời chào đặc biệt đến các mạnh thường quân, những người đã ủng hộ chúng tôi trong nhóm tình thương để chúng tôi được hoạt động tích cực trong một năm qua. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay chúng tôi có hai người bạn rất là thân thương, những người bạn cùng quân ngũ, những người bạn đã từng cùng tôi xếp bút nghiêng tổng quân diệt giặc thời còn trai trẻ, lúc đó chúng tôi mới 19-20 tuổi. Tôi xin giới thiệu thiếu úy Thái Lập Bổn, và người có kế bên là phu nhân của thiếu úy Thái Lập Bổn là Võ Nhung. Xin hân hạnh đón tiếp hai người bạn đồng đội và người vợ lính hôm nay có sự mặt hiện diện ở đây. Như thông lệ, tôi cũng xin kính chào tất cả các quân trưởng, các niên trưởng và các đồng đội của chúng tôi theo quân cách của một người quân nhân. Xin kính chào. Xin kính chào quý khán thính giả và đài. Chào anh Thế và chào cô Hà Vi. Dạ, chào chú. Tôi Thái Lập Bổn, và sĩ quan khóa 273 trường bộ binh Thủ Đức. Tôi xin kể về cuộc gặp gỡ của người bạn mà tôi tìm kiếm mấy chục năm. Năm 79 tôi được rời khỏi nước và được định cư tại Mỹ. Sau 21 năm tôi về lại Việt Nam để tìm lại những bạn mà tôi đã bị mất mát, không được liên lạc được trong mấy chục năm. Thì tôi tìm được tôi tìm đến nhà của một người bạn Trần Minh Hoàng, và đi tìm được cái tấm hình của một người bạn mà tôi trong lúc còn sinh viên sĩ quan đã gửi về tôi tặng cho họ, và cho tôi lại tấm hình đó rất là quý giá. Tôi mang theo tấm hình đó và về tìm được Trần Minh Hoàng, và chúng tôi tiếp tục tìm thăm Nguyễn Văn Thể, một trong bốn người trong tấm hình quý vị đã nhìn thấy, là anh Trần Ngọc Diêu. Anh đó khi bị bắt sau cuộc di tản Tây Nguyên từ Pleiku về, thì anh bị bắt ở đèo An Khê, và sau mấy năm thì người gia đình cho biết là anh không có về nữa. Thì chúng đến khi tôi đi thì anh vẫn chưa về, và sau này hỏi thăm thì vẫn không có mặt anh. Thì chúng tôi biết là anh đã hy sinh. Và sau nhiều năm tìm kiếm, thì đến một năm 2017, khoảng tháng 10, 2017, tháng 10, tháng 11, 2017, thì chúng tôi được tin là Trần Minh Hoàng nói là Chúa đã cho anh biết là Nguyễn Văn Thể vẫn còn sống, cho nên chúng ta hãy tiếp tục hỏi thăm đi, tìm kiếm Nguyễn Văn Thể. Và tôi gọi về Việt Nam ngay sau khi Trần Minh Hoàng gọi. Trần Minh Hoàng thì hiện giờ đang ở Orlando, Florida. Rồi sau khi tôi gọi về Việt Nam, tôi nhờ một anh đó là tên Nguyễn Đức Cường, trong cái nhóm đó là anh đang ngồi uống cà phê với tất cả các bạn. Thì Nguyễn Đức Cường
Lý Tiến nói: "Và thể còn sống à, thể còn sống à." Thế là anh mới nói chuyện vậy, thì một trong những người bạn ngồi trong đó là anh Phạm Văn Thật. Anh đó là bạn cùng tu với Nguyễn Văn Thể. Tuy rằng anh là khối đàn em, nhưng mà anh đã được tin những người bạn ở nước ngoài báo rằng Nguyễn Văn Thể còn ở California. Thì Phạm Văn Thạch mới cho tôi số điện thoại, và tôi đã liên lạc được với Nguyễn Văn Thể. Và sau đêm đó thì tôi rất là vui và gọi đi book vé ngay để đi qua thăm Nguyễn Văn Thể, tại vì bao nhiêu năm tôi thắp nhang, tôi tìm kiếm. Dạ. 40 năm hả cô? 40 năm. Wow. 40 năm tôi tìm, nhưng mà tìm chính thức là cái năm mà tìm được. Dạ. Mừng quá. Wow. Thì tôi đã book vé tháng Giêng để em đi qua thăm Thể. Thì vài ngày trước đó, trước chuyến bay thì má tôi qua đời. Tôi phải ở lại đình mãi đến tháng 6, tháng 7, 2018 mới được gặp Thể. Dạ, cuộc gặp gỡ rất là vui. Cảm ơn những chia sẻ của chú Hà Vi. Biết rằng rất là xúc động khi mà tìm được một cái người bạn mà mình tưởng là đã mất rồi, đã chết rồi đó thưa quý vị. Bản thân cô Nhung thì cô có cảm tưởng như thế nào? Kính chào quý khán giả xem đài. Thì thật sự là chuyện tình đồng đội của ông xã Thái Lập Bổn của tôi, thì tôi rất là xúc động. Vì trong cái quá trình đó thất lạc với nhau trong cuộc chiến, thì ông xã cứ trăn trở miết, cứ nghĩ là người bạn mà ông xã từng phải nói là chung trường chung gói thì đã thất lạc mà không tìm được. Nhưng mà ông xã rất là quý người bạn này, cứ nghĩ là nếu mà mất thì phải biết lý do thật là rõ ràng. Nhưng cuối cùng thì ông xã cứ hoang mang, không biết là mất hay sống chết như thế nào. Tại vì cuộc chiến đã làm cho mọi người thất lạc nơi đâu, ở nơi đâu, phương xa nào cũng không rành, không rõ. Rồi ông xã cứ khấn vái, cứ mỗi lâu lâu là ông xã không rành biết, không, cứ nghĩ là không biết chết ngày nào để mà chính xác là ngày giỗ. Nhưng mà ông xã cứ thỉnh thoảng là cứ nhớ người bạn này, cứ thắp nhang khấn vái là nếu mà có sống thì mong được đoàn tụ gặp lại với nhau, để tình bạn khăng khít lại với nhau. Thì cái tình cảm đó thì thật sự mà nói á, mình cảm thấy nó vô cùng thiêng liêng, và nó quý đến mức độ mà mình nghĩ là trong cái tình bạn mà nói về tình bạn mà thời học sinh hay là tình bạn ngoài á, thì mình nghĩ sao không có thể nào tìm được, chỉ có tình đồng đội của mấy ảnh mà thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, thật là tuyệt vời. Và quý vị cũng thấy rằng là từ ngày xưa đến giờ đó, chú Thế cũng là một người là được rất là nhiều người yêu mến cho tới bây giờ. Thưa quý vị, khi mà Hà Vi hợp tác với chú Thế Nguyễn làm những cái chương trình thiện nguyện rất là nhiều, các cô chú bác ở trên đài cũng yêu mến chú Thế Nguyễn qua cái cách mà ứng xử, ăn nói, hay là cái thời gian chú dành cho những cái công việc thiện nguyện rất là nhiều. Và thưa chú Thế, Hà Vi cũng biết rằng là 50 năm một cái cuộc hội ngộ cho trường Thủ Đức, sĩ quan Thủ Đức thì vừa qua đã được làm tại nhà chú, thì chú có cảm suy nghĩ cũng như những cái chia sẻ gì với các quý vị khán thính giả được không ạ? Kính thưa quý khán thính giả của đài ABA 57.7, chúng tôi thật là hạnh phúc, chúng tôi được gặp gỡ nhau, thật là xúc động. Sau 50 năm, anh em chúng tôi tốt nghiệp trường sĩ quan, chúng tôi lên đường đi khắp muôn phương, khắp bốn vùng chiến thuật để bảo vệ đất nước, để tìm những an bình cho quốc dân đồng bào. Chúng tôi phải hy sinh cả cuộc đời, hy sinh cả sự nghiệp và tương lai. Đáng lý ra thì anh em chúng tôi có nhiều cơ hội để miễn dịch. Anh em chúng tôi có thể viện lý do về gia cảnh, về học vấn, về tu sĩ để chúng tôi trốn tránh cái nghĩa vụ quân sự. Lúc đó chúng tôi
không có từ nan là tại vì chúng tôi nhận thấy rằng trách nhiệm của chúng tôi cần phải cầm súng để bảo vệ quê hương mảnh đất miền Nam tự do, là nền móng tự do không phải của miền Nam mà có cả đất nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, sau những năm chiến đấu bảo vệ miền Nam, tính đến năm 1975, 1200 tân sĩ quan lúc đó kiểm điểm lại đã 400 tân sĩ quan đã đền nợ nước và hy sinh vì đất nước. Xương máu đã đổ ra nhộm thấm quê hương mảnh đất hình chữ S của Việt Nam. Còn lại 1/3 sống trong những cảnh lao tù cải tạo, chết lần chết mòn, và một số người vượt thoát được đi vượt biên chết trong rừng xanh và biển cả. Số còn lại bị bệnh tật già nua. Ngày hôm nay chúng tôi trạc tuổi khoảng 70, chúng tôi không còn được bao nhiêu. Số người còn lại khoảng chừng 200-300 người, phần lớn sinh sống ở Việt Nam. Trong đó có một số anh em đồng đội thương binh mà trong các chương trình thương binh tôi và cô Hà Vy có dịp đã tri ân và tiếp tục chương trình thành công một cách viên mãn qua những sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Thưa quý khán giả ABA 57.7, cuộc họp mặt vừa rồi từng rồi của anh em chúng tôi 50 năm hội ngộ thật là cảm động. Trên khắp các vùng quê hương đất nước, các nơi, tất cả mọi nơi tụ về vùng đất lấy từ Sài Gòn, thủ phủ của người tị nạn Việt Nam, nơi ngôi nhà tôi đang sinh sống, Huntington Beach, chúng tôi đã mừng mừng tuổi tuổi bắt tay nhau, đã kể lại những chuyện thời quân ngũ, những câu chuyện mà chúng tôi đã từng đi chiến đấu gian khổ chết chóc, và kiểm điểm lại quân số. Chúng tôi còn lại dọn dẹn khoảng chừng một vài trăm anh em, mà cái số được gặp lại ngày hôm ấy chỉ còn được có vài 30 người. Đó là những người sống còn, đó là những người được sống sót sau cái cuộc chiến đẫm máu. Tôi tin rằng đó là một cái phép lạ. Ngày hôm ấy thì tôi được hân hạnh được cô Ngọc Nữ gửi phóng viên Trường Luân, Luân Trường và cô MC Hà Vy đến hỗ trợ cho chúng tôi về mặt truyền thông. Thật là tuyệt vời. Ngày hôm ấy thật là cảm động, biết bao nhiêu câu chuyện để nói hoài không hết. Suốt 3-4 ngày liền chúng tôi nói hoài, chúng tôi kể cho nhau nghe. Chúng tôi giống như là những người cũng còn đang còn ở trong quân trường Gia Long, cũng như ở trong quân trường Thủ Đức, mà chúng tôi ôn lại những cái kỷ niệm xưa. Những cái cảm xúc của tôi trình bày ở đây, tôi biết chắc rằng cũng là những cái cảm xúc của tất cả những niên trưởng, những huynh trưởng và các chiến sĩ, các chiến hữu của chúng tôi đã từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì sẵn nơi đây, mượn lời sống ở đây, thì tôi xin gửi lời đến thăm với tất cả các đồng đội cũng còn lại ở quê nhà. Tôi cũng hơi xúc động. Thưa quý khán khán giả, biết nói sao, chúng tôi tuổi cũng gần đất xa trời, chúng tôi được gặp lại nhau, đó là một diễm phúc. Mà diễm phúc nhất mà tôi cảm thấy cận kề tôi là tôi được ngồi trên đài truyền hình này của đài ABA 57.7 để tâm sự, để kể lại những cái mẫu chuyện, để kể lại những cái tình đồng đội. Và kế bên cô MC Hà Vy là một người tôi rất quý mến, đã từng làm tình nguyện với tôi suốt một năm qua. Chúng tôi nhìn qua thấy anh Thư Quý Thái Lập Bổn, người bạn của tôi, người bạn ở cùng chung đại đội, cùng chung trung đội, yeah, và cùng chung một giường, ngủ chung một giường với tôi. Và sau một thời gian quá dài, mấy chục năm, chúng tôi anh em tìm lại được trong một cái chuyện hy hữu là nhờ hệ thống truyền thông, nhờ hệ thống Facebook mà chúng tôi đã tìm lại được. Và cũng cảm ơn anh bạn Thiếu Quý Thái Lập Bổn, trong những năm lúc chưa tìm được tôi, mỗi ngày thắp nhang cho tôi và tôi ghi nhận và biết ơn. Hình thử ra khi tôi gặp anh Thái Lập Bổn, tôi coi như Thái Lập Bổn giống như là người thân của tôi, người ruột thịt của tôi. Yeah. Lẽ đương nhiên mình yêu bạn,
mình quý bạn thì mình cũng phải yêu quý người bạn đời của Thái Lục Bổn, đó là cô Võ Nhung. Cảm ơn Võ Nhung đã kề cận người bạn và săn sóc cho người bạn trong tuổi già. Công ơn của Võ Nhung. Võ Nhung là một người vợ lính làm đúng nhiệm vụ, và những việc làm của Võ Nhung không phải là một người chiến sĩ can trường cầm súng ở ngoài mặt trận để chiến đấu bảo vệ quê hương, nhưng Võ Nhung đã làm được một cái chuyện ở hậu phương là an ủi và săn sóc người chiến binh già nua ngày nay, nhưng tinh thần lúc nào cũng vững vàng để lúc nào cũng nghĩ về quê hương. Vâng, thưa chú Thái, Hà Vi thấy rằng chú Thế đang rất là xúc động, thưa quý vị, thì Hà Vi muốn được có câu hỏi với chú Nhật Bổn. Thì Hà Vi thấy rằng là trong cái chiến tranh đó thì chú có bị thương ở đâu không thưa chú? Không, tôi không bị thương ở Việt Nam mà tôi bị thương ở Mỹ. Mình đi cũng may mắn tại vì trong những cái cuộc chiến thì rất có nhiều người họ bị thương tật rất là nhiều. Vâng, tôi cảm ơn anh Trên đã, tôi đã không đã bị thương, không bị thương. Nhưng mà đến Mỹ này một năm rưỡi sau thì tôi bị tai nạn. Thế thì cũng rất là mừng, tại vì có nhiều người là hiện nay ở Việt Nam Hà Vi thấy là cụt tay cụt chân rồi là bị mắt bị loà, giống như không nhìn thấy được nữa, thì mà họ lại không có được cái sự giúp đỡ của những cái người ở địa phương nên là rất là buồn. Thì thưa quý vị thấy rằng là một cái cuộc hội ngộ khi mà bạn của mình cứ tưởng rằng là chú Thế thì đã không còn ở trên cõi đời này nữa, và khi gặp nhau thì hai người nhìn thấy nhau sau 40 năm thì lúc đó chú thấy như thế nào thưa chú? Rất là xúc động, rất là không thể tưởng tượng được, rất là vui và cũng cầu nguyện với nhau. Và đây là gặp thứ hai sau năm, gặp thứ ba sau 5 năm. Và cô chú với hiện nay đang ở đâu ạ? Tôi đang ở Cleveland, Ohio. Ohio, thưa quý vị. Vâng, thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu với khán thính giả, mặc dầu tàn cuộc chiến, chúng tôi bị ở tù, chúng tôi bị hắc hủi, bị mất quyền công dân, chúng tôi tìm đủ một cách để chúng tôi vượt khó thoát khỏi vùng đất mà chúng tôi không thể sinh sống được. Và hiện tại cá nhân tôi đang định cư ở Huntington Beach, California, và thiếu quý Thái Lập Bổn đang định cư ở Ohio cùng với người vợ hiền là Võ Nhung. Làm ăn được ơn trên ban cho, làm chủ một cái nhà hàng tên là Sài Gòn Restaurant, lớn bậc nhất ở vùng Cleveland. Những đồng bào đồng hương mình có ai đến vùng Ohio Cleveland hỏi nhà hàng Sài Gòn Restaurant thì sẽ được thiếu quý Thái Lập Bổn và chiếp Võ Nhung tiếp đón nồng hậu. Sẽ tiếp đãi nồng hậu. Đây là có rất là nhiều người hiện đại, Hà Vi thấy rằng là hai chú vẫn là rất là may mắn hơn so với những người khác đó. Chúng ta còn kẹt lại ở bên Việt Nam. Thì cô có gì muốn chia sẻ nữa hay không? Kính chào quý vị khán giả đài truyền hình. Tôi thật là xúc động khi biết được tình cảm của ông xã và các bạn trong thời chiến, là qua đó thì đã dự một cái đại hội mà mình không thể tưởng tượng ra được. Có nghĩa rằng nhìn lại hình ảnh xưa của mấy anh chiến sĩ mặc những bộ đồ khoác trên người rất là oai hùng mà lâu lắm rồi không có nhìn thấy được. Đó là một hình ảnh rất là đẹp mà thể hiện qua đó thì biết được là cái động lực và cái tinh thần mạnh mẽ của các anh vẫn như vậy. Cho nên đến bây giờ thì tôi mới hiểu ra thế nào là tình đồng đội và tình thương dân tộc.
thậm chí các anh bây giờ có một cuộc sống rất là ổn định so với những người còn lại ở nước nhà, nhưng các anh lúc nào cũng hướng về đó là một cái tình thương vô cùng cao cả, có nghĩa là cũng có sự đóng góp rồi chia sẻ. Tôi nghe thấy và tôi cũng nhìn thấy đó là các anh cũng làm một cái chương trình thật là ý nghĩa, có nghĩa là không bất kể là có tiền hay không có tiền, hiện giờ thì có một số anh em đã về hưu rồi nhưng mà cũng tích lũy được một khoản nhỏ để mà săn sóc, để mà chia sẻ cho các đồng đội ở quê nhà. Thật là tôi không biết nói sao, cái tình cảm thiêng liêng đó thật là quý. Và cũng mong những người ở nơi xa hoặc ở đây thì cứ hướng về cái chương trình như vậy để cho mình chia sẻ được cái nỗi bất hạnh của những anh chiến sĩ ngày xưa còn ở lại quê nhà mà đang gian khổ. Dạ vâng thưa cô, những cái lời chia sẻ của cô Hà Vy rất là cảm động, bởi vì là cô là một người vợ của lính ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa, mà bây giờ mình nhìn lại những cái người mà họ cũng là đồng đội của chồng mình ngày xưa, họ bị thương tật, bị bệnh này, cũng như là họ rất là khó khăn trong cái đời sống hàng ngày đó thưa quý vị. Và thời lượng của chương trình thì không còn nhiều nữa, thì trước khi mà kết thúc chương trình đó thì chú Thái Bổn có muốn nói gì nữa không thưa chú? Cảm ơn, xin cảm ơn đài, cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe chúng tôi tâm sự. Tôi xin chúc mọi người luôn được dồi dào sức khỏe và sự tốt lành như ý. Cảm ơn cô. Tôi cũng vậy, cũng đồng ý kiến với ông xã, cũng chúc mọi người khán thính giả xem đài và ở khắp mọi nơi có một sức khỏe thật là vui vẻ, sức khỏe dồi dào và cứ an vui được nơi bình an hả cô ha? Bình an là quan trọng nhất. Và mời chú Thế. Kính thưa quý khán giả của đài ABA 57.7, thật là hạnh phúc chúng tôi được lên đây được tâm sự với tất cả các đồng đội, với các niên trưởng, các quân trưởng, đặc biệt là chúng tôi được ngồi kế bên cô Hà Vy và một người đã từng làm việc với tôi suốt một năm qua trong nhóm tình thương. Cũng như mặc dầu chúng tôi đã tâm sự với nhau nhiều, thưa quý Thế Lập Bổn, người bạn ngủ chung giường với tôi, một người đã từng ở trong quân trường với tôi cả năm trời, trải qua các trung tâm huấn luyện Quang Trung và Thủ Đức. Dù như vậy nhưng mà mỗi lần tôi nhìn anh bạn tôi Thái Lập Bổn mà tôi cũng thấy được cái tình thương mến nó tỏa ra từ nơi bạn tôi và nơi tôi cũng có một cái cảm xúc thật là mạnh. Lý do là anh em dù sống chết không bao giờ bỏ nhau. Mặc dầu anh bạn tôi Thái Lập Bổn cứ nghĩ rằng không có tìm được tôi, là nghĩ tôi đã mất tích và tôi đã mất rồi, tôi đã đền nợ nước. Và công ơn của anh Thái Lập Bổn, huynh trưởng Thái Lập Bổn thắp nhang cho tôi. Và sau nhiều năm và tôi biết được, tôi rất là cảm động. Quay lại cái ngày 50 năm hội ngộ vừa qua thì phải nói công đầu là của thiếu quý Thái Lập Bổn. Thiếu Lập Bổn là cái người tìm ra tôi manh mối, và từ cái manh mối đó thì lần mò mới tìm ra được huynh trưởng Thanh Hưng và những người bạn đồng đội của tôi xung quanh của cái vùng Little Sài Gòn, như huynh trưởng Trần Quyết Chiến, huynh trưởng Quỳnh Hữu, huynh trưởng Quỳnh Thanh Ca, huynh trưởng Phan Trường Ân, huynh trưởng Lâm Ngọc Thạch, Nông Phạm. Và từ cái cơ sở và những cái điều kiện sẵn có ở vùng Little Sài Gòn này, chúng tôi lan rộng ra hết tất khắp cả các tiểu bang. Vừa rồi 50 năm hội ngộ, chúng tôi quy tụ lại được một số cũng hai mươi mấy, gần 30 anh em cộng với phu nhân, cái số người lên tới 40-50 người, thật là rộn rịp. Trong những bộ đồ quân phục thì tôi có nghe cảm tưởng lại chụp của các mọi người, và nhất là các phu nhân,
cho chúng tôi biết sao các anh nhìn thấy lụm khụm rồi, nhưng mà khi mặc bộ quân phục vô sau nó oai phong quá, oai phong quá và đẹp quá, không thấy gì ạ. Chúng tôi cũng rất là hãnh diện và chúng tôi biết được như vậy là chúng tôi là những con người đã từng xông pha vào ngoài mặt trận và chúng tôi là những người sống sót. Chúng tôi không có phải nói để kể công kể nghĩa với tất cả mọi người, nhưng chúng tôi xác định, đây là cái bổn phận của chúng tôi, tổ quốc danh dự trách nhiệm là của chúng tôi, và cư an tư nguy cũng là một cái hoài bão của chúng tôi, của những người sinh viên sĩ quan trường Võ Khoa Thủ Đức, những người tốt nghiệp trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức lúc nào cũng nằm lòng cư an tư nguy, là muốn có hòa bình thì bảo vệ cho chiến tranh. Buổi lễ thành công được là cũng nhờ sự hỗ trợ của đài truyền hình ABA 57.7 của cô Hà Vi, của các phóng viên chiến trường của Trần Sơn, của Luân Trường. Cảm ơn cô Ngọc Nữ thật nhiều. Và tôi cũng không quên cảm ơn anh siêu huynh trưởng Tô Phạm Thái và anh Lê Dân Phương đã hỗ trợ tích cực cho chúng tôi, cũng như đoàn xe jeep quân xa của anh 7.7, anh Hoàng và anh Quang đã đến để giúp cho mình như vậy. Chúng tôi thật là trân trọng tất cả những ân tình này, chúng tôi xin ghi nhận và xin ơn trên tiếp tục ban ơn phước lành cho tất cả mọi người, và xin hồn thiêng sông núi chúc lành cho hết tất cả các thương phế binh còn ở lại quê nhà, cũng như tất cả các niên trưởng, các huynh trưởng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và lẽ đương nhiên chúng tôi cũng không quên cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp cho nhóm tình thương một năm qua thành công tốt đẹp và tiếp tục. Và chúng tôi cũng sẽ thực hiện những cái chương trình. Tháng vừa rồi thì tôi biết cô Hà Vi mới vừa gửi về cho hơn 10 thương phế binh, và những danh sách đó và những cái lời cảm tạ, những lời tri ân chúng tôi dành cho chương trình sau. Để chúng tôi sẽ trình bày với quý khán thính giả và các mạnh thường quân. Lời nói cuối cùng, tôi xin cảm ơn ban giám đốc đài, và tôi xin chào kính tất cả niên trưởng huynh trưởng các đồng đội theo kiểu nhà binh. Xin chào. Dạ, cảm ơn chú Thế Nguyễn và cảm ơn chú Thái Nhật Bổn cùng với cô Nhung Võ đã đến với chương trình ngày hôm nay, và chúc cho cô chú có thật nhiều sức khỏe cũng như là kinh doanh nhà hàng phát đạt. Và vừa rồi thì cô chú cũng muốn ủng hộ cho chương trình tình thương của chú Thế Nguyễn và Hà Vi. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Và thưa quý vị, thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Hà Vi cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe chương trình ngày hôm nay và kính chúc cho quý vị có nhiều niềm vui, có nhiều sức khỏe. Xin trân trọng kính chào. Xin kính chào. Chào. Thank you.